Dấu ấn Dương Đình Nghệ. Ở làng Ràng xưa, nay thuộc xã Dương Xá, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, có một lò võ được nhiều người biết đến. Chủ lò võ là Dương Đình Nghệ, nguyên là một tướng cũ của Khúc Hạo. Mục đích ông mở lò võ chính là để chiêu tập anh hùng nghĩa sĩ nhằm khôi phục nền tự chủ mà họ Khúc đã lập nên. Ông đã gây dựng được một lực lượng gồm 3.000 võ sinh, gọi là Nghĩa Tử Chi Binh, tức là đạo quân con nuôi. Trong số các hào kiệt tìm đến với ông, có những người tài giỏi hình thành nên một bộ chỉ huy ưu tú như Đinh Công Trứ, Ngô Quyền, Kiều Công Tiễn. Tháng 5 năm 1931, khi thời cơ lực lượng đã chín muồi, Dương Đình Nghệ phất cờ khởi nghĩa. Đoàn nghĩa binh thần tốc kéo ra bao vây thành Đại La. Vua Nam Hán Lưu Cung nghe tin, vội vàng lệnh cho quân đi tiếp ứng. Nhưng đã muộn, dưới sự chỉ huy của chủ tướng Dương Đình Nghệ, quân ta công phá thành dữ dội. Nghĩa quân tràn lên mặt thành, đánh tan lực lượng bảo vệ của giặc. Tướng giặc Lương Khắc Trinh bị các võ sinh làng Ràng chém chết tại trận. Chỉ một số ít phá được vòng vây, chạy thoát về nước. Nghe tên bài tướng Tâu Trình, vua Nam Hán đùng đùng nổi giận. Y lập tức sai Trình Bảo mang quân sang Tĩnh Hải quân để đoạt lại phủ thành. Dương Đình Nghệ cho gọi Ngô Quyền, con rể ông, tới bàn bạc. Hai người quyết định chia quân làm hai cánh, bí mật rút khỏi thành Đại La, ém ở ngoại vi, chỉ để một lực lượng nhỏ ở lại. Nhiệm vụ của họ là hư trương thanh thế, sao cho giặc tưởng toàn bộ quân ta vẫn cố thủ trong thành. Quân Nam Hán siết chặt vòng vây, không để chừa một lối thoát. Khi tưởng đã chắc thắng, chúng ồ ạt tấn công. Lực lượng trong thành vừa chống đỡ vừa rút dần, nhử chúng vào sâu hơn. Rồi họ lần lượt theo đường hầm đào từ trước rút ra ngoài. Quân giặc ào vào thành, thấy trống mếch trống hoác, biết là mắc mưu thì trời đã tối. Đêm xuống, chúng đang hoang mang thì một tiếng pháo lệnh nổ vang, lửa đốt rực trời trong tiếng trống trận. Tiếng hò reo vang động, hai cánh quân của ta thả sức tung hoành. Quân giặc nhanh chóng rối loạn, tướng giặc Trình Bảo tử trận trong đám loạn quân. Đến sáng thì đạo quân xâm lược bị tiêu diệt hoàn toàn. Dương Đình Nghệ tự xưng làm tiết độ sứ, tiếp tục đường lối mà chủ tướng Khúc Hạo đã đề ra. Đinh Công Trứ, cha của Đinh Bộ Lĩnh, được giao giữ Hoan Châu, Nghệ Tĩnh, và Ngô Quyền được giao giữ Ái Châu, Thanh Hóa. Viên tướng có cặp mắt gian rảo là Kiều Công Tiễn cũng được giao giữ Phong Châu. Thế nhưng con người công lao nhường ấy, đứng đầu nước ta chỉ được 6 năm thì bị Kiều Công Tiễn sát hại. Không thể dung tha hành động giết chủ để đoạt quyền của y, Ngô Quyền mau chóng tập hợp lực lượng kéo về hỏi tội kẻ phản trắc. Hoảng sợ, Kiều Công Tiễn lại dấn sâu thêm vào con đường phản bội dân tộc. Y cho người sang cầu cứu triều đình Nam Hán, xin làm nội ứng khi chúng đem quân sang. Nhưng cứu tinh chưa thấy đâu, Kiều Công Tiễn đã phải rụng đầu trên mặt thành Đại La, trả giá cho việc làm nhục nhã của y trước đoàn quân dũng mãnh của Ngô Quyền từ Ái Châu đã mau lẹ kéo ra. Bên cạnh sự nghiệp hiển hách trong buổi đầu nền tự chủ của đất nước, Dương Đình Nghệ còn được ghi nhận là người có nhiều hậu duệ nổi tiếng trong lịch sử. Có thể kể đến những tên tuổi như Dương Tam Kha, con trai, Dương Thị Như Ngọc, con gái, Ngô Quyền, con rể, Dương Vân Nga, cháu gái, Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn, cháu rể. Những người con cháu ấy của Dương Đình Nghệ đã có những đóng góp đặc biệt cho đất nước, không hổ danh là hậu duệ của ông.